Alright, let's go. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại, mình là Leo. Và trong nửa sau của phiên bản 2.3 thì chúng ta sẽ có banner của nhân vật năm sao mới Arataki Ito đi cùng với lại Goro. Còn nửa đầu phiên bản thì lần đầu tiên sự xuất hiện của một banner 2 hay còn gọi là banner song song, với sự chạy lại của hai nhân vật năm sao mà chúng ta rất chờ mong, đó chính là Abido và Yula. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích với đội hình của bạn nên đầu tư vào Abido hay là Yula. Điều đầu tiên đó chính là cơ chế cầu nguyện nhân vật 2. Hai banner sẽ có cùng 3 nhân vật 4 sao. Và anh em có đoán ra được 3 nhân vật nào hay không? Bùm! Bennett, Noel và Rosaria. Cả 3 nhân vật 4 sao này thực sự đều là những nhân vật rất là tuyệt vời. Nhưng mà lại càng tuyệt vời hơn nữa khi mà nó lại kết hợp cực kỳ tốt với lại những nhân vật 5 sao chạy lại. Ví dụ như là Noel kết hợp hoàn hảo đối với lại Abedo. Còn Rosaria với lại Bennett kết hợp hoàn hảo với lại Yola. Wow! Nó tạo điều kiện thuận lợi, một cơ hội rất tốt để dành cho những anh em mới bắt đầu chúng ta đầu tư vào trong một trong hai banner này. Abedo là một cái nhân vật hệ nham, hỗ trợ. Lúc ra mắt thì chưa được đánh giá cao, nhưng mà qua thời gian khi mà hệ nham được bóp thì Abedo đã được đánh giá lại, trở thành một trong những nhân vật hỗ trợ hệ nham tốt nhất. Điều đặc biệt và rõ ràng nhất ở Abedo đó chính là chỉ cần cung mệnh không là đã phát huy đầy đủ toàn bộ năng lực của Abedo. Cung mệnh 2 thì tăng thêm sát thương của nộ, cung mệnh 4 thì hỗ trợ sao cực kỳ tốt, và cung mệnh 6 thì có giá trị hỗ trợ cường hóa sát thương rất là tốt. Và khả năng hỗ trợ sát thương chính của Abedo đến từ kỹ năng nguyên tố của anh ấy, thuật sáng chế tạo mặt trời. Cách thức sử dụng cũng rất là đơn giản, bạn chỉ cần đặt qua mặt trời xuống trong phạm vi ảnh hưởng rất là rộng thì nó sẽ hỗ trợ sát thương cho bạn mỗi 2 giây một lần, phụ thuộc vào phòng ngự của Abedo. Và một trong những cái điểm đặc sắc nữa đó chính là thời gian cooldown của Abedo rất là ngắn, đối với là kỹ năng nguyên tố là 4 giây và kỹ năng nộ là 12 giây. Bạn hoàn toàn có thể đặt lại vị trí của hoa mặt trời bất cứ lúc nào. Và tuy là hệ nham nhưng mà là hỗ trợ nồng độ nguyên tố rất tốt với nội tại 2, trí tuệ người trong mình. Khi thích chuyển kỹ năng nộ sẽ tăng 125 điểm tinh thông nguyên tố cho đồng đội trong vòng 10 giây. Và chưa dừng ở đó, nhờ vào cái cộng hưởng nguyên tố hai nham, nham kiên định rất là hiệu quả, đã khiến cho cặp đôi Abedo Jean Lee trở thành cặp đôi hỗ trợ bá đạo nhất hiện tại. Và cũng đã trở thành cái sự hỗ trợ tốt nhất dành cho Hu Tao cũng như là Kajin. Và ngoài đóng vai trò hỗ trợ sát thương nham thì Abedo lại còn là ngân hàng năng lượng cho tất cả các nhân vật hệ nham nữa. Ví dụ như là Noel Nghiêm Quang, nếu đi cùng Abedo thì các anh em sẽ thoải mái tung kỹ năng nổ của mình ra mà không cần suy nghĩ đến việc cần phải lấy năng lượng nạp nguyên tố từ đâu. Ngoài ra thì với việc liên tục tạo ra cái tinh nguyên tố thì Abedo trong tương lai sẽ kết hợp hoàn hảo với lại Goro, nhân vật có khả năng tự động hút những cái kết tinh nguyên tố đó. Và tuy là vai trò bảo vệ của lá chắn nguyên tố là chưa cao, nhưng mà nó cũng có cái giá trị bảo vệ đồng đội ở một cái mức độ nhất định. Và điều cuối cùng nữa đó chính là Abedo cực kỳ thân thiện với lại vũ khí và thanh di vật. Và trong phiên bản 2.3, sự kiện chủ đề sẽ cho chúng ta một cây kiếm đơn 4 sao tinh luyện năm mới, con Thor Chusa. Và nó gần như được viết ra chỉ dành riêng cho Abedo, không ai có thể sử dụng nó ngoài trừ anh ta cả. Rất nhiều người nghi ngờ về cái tính hữu dụng của nó so với lại thần kiếm Lê Minh đang hoạt động rất là tốt trên Abedo. Thực ra điều này hoàn toàn là đúng nếu như mà xét trên cơ sở bộ thanh di vật hiện tại. Nhưng nếu như chúng ta xét trên cơ sở bộ thanh di vật mới kèm với lại cái sự hỗ trợ tăng cường phòng thủ đến từ Goro, cây vũ khí mới lại là cây vũ khí cho một sự ổn định và đảm bảo hơn rất nhiều so với lại thần kiếm Lê Minh. Và bộ thanh di vật mới cũng được thiết kế hoàn toàn phù hợp với lại Abedo. Có thể tăng tối đa tới 54% phòng thủ và 24% sát thương của tố nham. Và đối với lại những nhân vật hệ nham khác, cái việc tăng tầng tối đa của bộ 4 món là tương đối khó. Nhưng mà đối với lại Abedo, chỉ cần đặt kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ là đã có full hiệu quả của cái bộ 4 món giấc mộng phù hoa này rồi. Ok, và rõ ràng là đã có ưu điểm thì không thể nào thiếu nhược điểm. Abedo dễ tinh thông, dễ sử dụng. Nhưng mà bởi vì hệ nham không có khả năng khuếch đại sát thương, vì vậy cho nên là sát thương đầu ra của Abedo nó sẽ hạn chế. Đơn giản có thể hiểu là sát thương đầu ra nó chỉ nằm ở mức độ tương đối khá, chứ không thể nào mà tạo ra được một cái độ khủng bố giống như là những nhân vật hỗ trợ sát thương nguyên tố khác được. Ngoài ra, với việc liên tục tạo cái tinh thì nó cũng làm xóa ấn nguyên tố và làm loãng nguyên tố, gây trở ngại cho quá trình tạo phản ứng nguyên tố của những cái nhân vật nó hỗ trợ. Kỹ năng nguyên tố thì yêu cầu phòng thủ, kỹ năng nổ thì yêu cầu tấn công. Nên là tinh thông Abedo thì rất là dễ, nhưng mà để mà tốt nghiệp được Abedo thì rất là khó. Như vậy mình sẽ đề xuất triệu hồi Abedo với những anh em mong muốn sử dụng cái đồ hình hệ nham.
mà GPS chính là Noel, Niên Quang hay là Ito. Sau đó thì dành cho những anh em sở hữu Zhongli muốn hoàn thành cái cặp đôi song sát Apollo Zhongli. Và hiện tại hỗ trợ rất tốt cho những nhân vật GPS chính như là Hu Tao, Razor, Catherine. Nhìn chung, Apollo chính là cái nhân vật hỗ trợ sát thương, dễ chơi, dễ trúng, mức độ linh hoạt rất là cao. Tuy nhiên là những cái đội hình nhất định cần phải có Apollo hiện tại thì không có nhiều và không đến mức là một cái nhân vật hỗ trợ không thể thiếu. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với lại Yuler, nhân vật có cái tạo hình tuyệt vời và chỉ cần cung mệnh không là đã đầy đủ toàn bộ khả năng của mình. Cung mệnh 1 rất là quan trọng, cung mệnh 2 thay đổi về combo và cung mệnh 6 là đã biến đổi về chất đối với lại Yuler, trở thành một con khủng long với lại các sát thương khổng lồ. Sát thương đồ ra chính tạo nên tên tuổi của Yuler đó chính là thanh kiếm ánh sáng. Nó có một cái cơ chế tích tụ tăng cường sát thương cho thanh kiếm ánh sáng này. Ngoài ra, sát thương tổng thể của Yuler nó cũng rất là lớn, nó đến từ tấn công thường, kỹ năng nguyên tố, kỹ năng nổ và nội tại băng cuộn thủy triều. Và đây chính là cái nhân vật có sát thương đầu ra vật lý mạnh nhất hiện tại, với khả năng dùng tầng độc đáo để cường hóa thanh kiếm ánh sáng, cùng với lại cái khả năng giảm kháng xuất sắc. Yuler chính là chiến thần diệt boss hiện tại. Tuy nhiên, đã có những cái thuận lợi thì nó lại có những cái khó khăn dành cho Yuler. Mặc dù Yuler là nhân vật có khả năng tạo ra một lượng sát thương bùng nổ mạnh nhất trong game hiện tại, nhưng mà nó lại có yêu cầu rất là khắt khe đối với lại đòn combo kết hợp cũng như là chu kỳ năng lượng. Và để kết nối trơn tru quá trình bùng nổ của kỹ năng nổ, bạn cần phải xem xét vấn đề năng lượng cũng như là các đòn combo kết hợp của Yuler ở một cái mức độ rất là lớn. Thứ hai đó chính là kỹ thuật hoạt động combo của Yuler tương đối là khá phức tạp, yêu cầu kỹ thuật sử dụng với lại bộ thanh di vật tốt nghiệp tương đối cao. Vì vậy cho nên là đối với lại những người chơi mới sẽ hơi khó khăn một tí trong cái việc mà có thể nắm bắt được Yuler. Về đề xuất thì mình nghĩ rằng Yuler sẽ phù hợp với lại những anh em thích cái đẹp, vẫn còn đang thiếu nhân vật để mà hoàn thiện hai đội hình, cũng như là còn thiếu nhân vật DPS mạnh mẽ chuyên diệt boss. Và đặc biệt là dành cho những anh em đam mê sát thương vật lý, bạn nên triệu hồi Yuler. Còn đối với lại những anh em đã có đội hình tốt nghiệp rồi thì Yuler lúc này sẽ giúp cho chúng ta đa dạng hóa đội hình cũng như là thỏa mãn niềm đam mê của chúng ta đối với lại Yuler mà thôi. Còn về đội hình thì Yuler không yêu cầu cao về đội hình, chỉ cần có một nhân vật hệ lôi để mà tạo phản siêu dẫn, giảm kháng vật lý, và một cái nhân vật hỗ trợ sinh tồn, hỗ trợ nạp như là Downer là được, giống như là cái đội hình 4 sao dưới đây. Nhìn chung, nếu như bạn thích thì hãy triệu hồi ngay, đừng quan tâm tới bất cứ lời của ai cả, tại vì đó chính là cách để mà chúng ta có thể gắn bó lâu dài với lại Genshin Impact bằng niềm đam mê. Còn nếu như bạn vẫn đang phân vân thì hãy xem cái điều kiện hiện tại của mình nó phù hợp với lại nhân vật nào nhất và chúng ta sẽ lựa chọn. Ok, đó chính là đề xuất của mình. Còn các anh em dự kiến triệu hồi khô máu nhân vật nào, đừng quên chia sẻ xuống bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ, tạm biệt các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những nội dung sau.